Hôm nay mình đi mua dâu về để mình làm bánh tiramisu. Dâu này khoảng 4 đồng 90 cm một gói gì nửa ký ha, thì hai cái cũng gần 10 đồng hết bà. Này coi như chạy cũng gần 10 đồng một ký á, 10 euro một ký dâu thì khoảng 200 mấy chục ngàn tiền Việt Nam mình á. Bây giờ mình làm bánh trước để ngày mai lạnh để ăn mới ngon, tại vì ngày mai là ngày đặc biệt nha mọi người. Cái này là kem phô mai với trứng với đường cần đỏ đó. Ủa nãy giờ con nói đánh tennis hả? Hôm nay mình làm cái bánh tiramisu với lại cái bánh bánh thìa nhúng bánh vô. Nó cái này là dâu mình xay á. Mình xay nhuyễn á, mình lấy hành chất lỏng nha, cái mình nhúng bánh á. Để bánh vô. Merci, monsieur. Đây, hôm nay mình ăn gà nướng nha mọi người. Mình thấy rửa gà ha, gà chạy bộ nè, mình ưa ăn hiệu gà này. Nay nó bán 10 bao nhiêu ký rồi nè. Bảy đồng năm chín. 7 đồng 59 ký này, con ký 7 á là 16 euro ha. 13 đồng. 13 đồng 4 cm. Khoảng 350 ngàn tiền Việt Nam con gà. Không phải bỏ vô cái thau nó dễ hơn bà. Nhà hàng xóm có một cái cây nguyệt quế nha mọi người. Khi mình ăn ra đây mình hái trộm sang bên luôn nè. Đây nè, cây nguyệt quế nè mọi người. Bự chảng luôn nè. Bé quá. Bé nhánh được. Vô mình nướng gà. Dạ, như đây mình vô mình nướng gà được rồi. Bây giờ mình ướp gà để mình nướng nè mọi người. Ở trong đây là một ly nước với lại một cái kíp de bouillon. Là cái nước luộc gà đó mà người ta làm thành từng cái kíp á. Phát bán cho mọi người. Thì ở trong cái kíp này nó có những cái loại thảo mộc. Họ bỏ mấy cái thảo mộc vô nước thơm lắm. Nếu không thì mình có thể sử dụng bột nêm gà ha, thì nó không thơm bằng thôi nhưng mà cũng ngon, có cái gu cái vị ngon. Thì nếu mà bột nêm gà thì mình có thể dùng một muỗng cà phê bột nêm gà ha, rồi mình hòa tan với một ly nước nha, ly nước khoảng 20-25 cm đó mọi người. Bây giờ mình nặn miếng chanh vô. Chừng muỗng cà phê được. Ủa, một muỗng canh. Một muỗng canh nước cốt chanh ha. Chanh nước lên. Đó.
này mình rửa sạch rồi mình để vô trong cái khay nướng nha. Rồi đây mình có tỏi nha, mình sử dụng khoảng 3-4 tép tỏi tùy theo của mỗi người ha, tùy theo cái khẩu vị của mỗi người. Mình bỏ tỏi nha, bỏ tỏi vô trong con gà, trong cái bụng gà. Rồi lặt cái lá kinh giới, lá nguyệt quế, lá kinh giới rồi vừa quay đó. Vài lá, 2-3 lá cũng được rồi. Tại này sao dù mình hái nhiều mình bỏ vô luôn cho nó thơm. Lá nguyệt quế khô cũng được nữa nha mọi người. Ốc mình bỏ vô bụng ha. Bây giờ mình sẽ chế nước sốt nãy mình pha đó, chế đều lên gà. Tomat seri vô, tomat cà chua bi á, mà nó ra cái sốt ngon lắm nha mọi người. Giờ mình gác nhúm muối hột lên trên con gà cho da nó giòn. Muối hột có người làm nhúm được. Ở trong tay mình có nhiều muối ha, nhưng mà mình không có để hết nha mọi người. Mọi người thấy rất là đơn giản nha, không có bơ, không có dầu gì hết. Bây giờ mình để vô lò mình nướng khoảng 1 tiếng 40 phút. Với lâu lâu mình tưới sốt lên nha mọi người, để cho gà nó mềm nha. Gà của mình nướng xong rồi nè, thấy hấp dẫn không? 1 tiếng 40 phút nha. Đã. Bây giờ nhà mình chuẩn bị ăn cơm nha mọi người, trưa trễ lắm rồi. Đó, mình ăn gà nướng nè. Có gà nướng hen, rồi này là củ cải, đường với lại ghi dết, cá, salad, còn bơm đờ te nữa, còn khoai lang tây nước mà chưa chín ha. Giờ mình tạm thời mình ăn cái này trước đi. Cái này có xúc xích khô. Đó là. Nay Ngọc uống bia không cồn, trời nóng nè. Rồi anh Thái với mình thì uống rượu nhẹ trước đi. Khai vị. Martini, khai vị. Hôm nay là ngày gì? Fête de mẹ. Fête de mẹ. Hôm nay là ngày của mẹ, là ngày của mình nha mọi người. Cái ngày lễ này là ở Pháp nha, chứ ở mấy nước khác là xong rồi. Sớm rồi. Sớm rồi. Sớm. Cái này ở Pháp thôi. Thì mình ở Pháp mình thấy Pháp chứ đâu. Xin chào tất cả mọi người. Xin mời mọi người cùng dùng bữa với mình nha. Ăn được hai vị trước đi cô Kinh. Rồi ba ăn trước đi. Cái này cơ. Ngon lắm, ngon lắm Ngọc. Ba hai vị trước nói hai vị trước. Ăn cái này có nước nè ba. Cái này cái này. Ngon. Nó giòn ngon đêm mà. Đều có chắc ăn. Chắc cay. Chắc ăn không có. Của cả đêm mới ngon. Xui quá hoàn đi không thấy. Chắc cay thì không có cay. Cái này là nước. Ngon lắm. Cái này nước nhiều hơn không? Gà trắng thử à? Không có hăng. Nhàn ghi của cái đen ngon hơn. Của cái đen không có ra nước. Có khói rồi không? Ra hơi không? Này đỡ cả 2/7 trong tủ lạnh. Ừ.
quá. Ngon ghê. Mình có cái bông hồng nào. Ngon ghê. Bông hồng thế nào? Đều đều một chút. Bông hồng ở sau vườn nhà mình nha mọi người. Bông hồng sau vườn nhà mình mà. Xin mời mọi người. Xin mời Chin Chin. Dạ. Chúc mọi người nha. Đây là sao vậy? Có đây. Gắn mình tay dài cũng được ngon. Tay dài tay bao đi. Mới đây đi chơi tennis chị đem rồi. Nó đem trước người ta. Coi tennis đánh không không? Ngon hết sảy luôn. Cho một cái được nguyên cái kiss đó luôn nè. Cho cái kiss luôn. Đưa cái đĩa con đây đưa mình làm cho. Ngon lắm. Đây nè. Ngon mọi người. Sao rồi bay khỏi cần lấy kéo thôi vậy chơi con làm xong rồi nè. Để cà cái khói đi. Quá ra. Ồ ngon quá, đưa lên, đưa lên, đưa lên. Có chân rất. Ngon quá. Nè, Pepe mua sắm đâu được. Chị trong thân của mình hồi xưa. Bà cũng sắm đâu. Bên ông nội sắm lâu là ba sắm lâu. Đúng rồi. Mà nhưng mà con không kỹ thử rồi lâu không biết. Đúng rồi. Mà có gen đó thì dễ hơn. Cái muỗng đâu? Mình để đây nhưng mà để nó lấy sốt cho. Chân thật, để chân thì đi chân. Chân thì ngon lắm. Bác sĩ bắt được rồi. Đi nó đi con, ngon. Chấm bánh mì. Má đưa cho mấy bánh mì. Bạn có mù tạt nha. Ừ, trong có ăn mù tạt đâu mà. Có mù tạt có bà lấy ăn ngon mà. Để mình cắt ra nằm bằng cái bàn. À, mùa tạt này. Bằng cái kiss, bằng cái chân. Wow. Bên là tan ngộ quá hả? Ừ. Nướng ngon lắm á. Nó giòn rồi nó tạt vô mềm nó trùng. Ê, cái này là không có dầu mỡ gì luôn, không có bơ hết gì. Thì muối không? Ừ. Wow. Ngon không? Ngon nó cặp phê ngon. Ngon lắm, còn nước sốt chua chua, ngọt ngọt, có cà nè. Có cà ngon. Thịt gà mềm ngon dễ sợ luôn, quá trời ngon luôn mọi người, tuyệt vời. Mềm mà không có bở nha, mềm mà mềm ngon á. Được con dao nó kia em ba nha. Ba luôn ngon quá. Ngon tạt ngon lắm, quá ngon luôn. Tuyệt vời. Giờ em bị tiếp kia phải lấy mù tạt nha. Quá ngon. Sốt sốt sốt. Phải có sốt mới ngon. Chăm. Cà chua mát, cà chua bi nè. Cà chua bi. Bạn có hành không? Bỏ được chứ, có hành. Cái này là cái này giống như mà cái nhiệt à. Ở chợ chợ nó làm quá ngon giống như vậy. Ừ. Chăm, cái này là cái. Ăn với bánh mì nha mọi người. Rất ngon, rất ngon. Ngon. Trộn cái gà mềm ngon dễ sợ luôn. Mềm mà ngon á, dai. Trời hết sảy luôn á. Quá đẹp, quá ngon. Quá ngon. Gà nướng kiểu này rất là ngon nha mọi người. Ngon lắm. Mềm quá. Trời ơi, ngon quá không. Tuyệt vời luôn. Trời cái độ này nó. Mình bắt chước cách làm của người quá hay ngon. Gà, được. Mình còn đau còn hết. Còn chứ không? Bên mà ta này nướng muối mà nó ngon dữ rồi ta. Bên người ta chấm sốt ngon hả Ngọc? Ngọc hả? Cái vỏ thì nó giòn giòn dai dai mà cái ruột mềm xèo ngon lắm. Nướng mình chỉ bỏ, mình rắc muối lên trên bề mặt của mình. Ta làm tay cái mình để vô lò nướng mà ngon khủng luôn. Thì xong rồi dẹp dọn rồi mang lên bánh ra. Dẹp dọn đem bánh lên nha. Ngon quá. Ăn tráng miệng. Gà không hết trời nóng ăn không có nhiều nha mọi người. Thì mình đem dẹp hết. Mày có mút. Hả? Đừng có mút. Vô. Đây là cái bánh vô. Chị gần rồi đúng không? Chị gần đi xuống.
Hồi tối mình làm nhưng mà khúc chốc mình không có quay bí mật. Bây giờ mới bật mí này nha mọi người. Wow, bây giờ mình ăn thử nha. Nói chung á là nhà mình làm bánh này ai cũng mê hết. Không thành vấn đề. Cha còn hảo lắm. Rồi, dễ còn cái này. Mình gấp cho cục cưng trước. Wow. Cắt chờ đứt. Cắt chờ đứt. Cắt chờ đứt. Cắt chờ đứt. Cái loại bánh này là phải dày này nha. Không biết cái ồ đẹp quá coi. Đỡ tôi lạnh liền. Cái này nóng rồi đem ra chảy liền nha mọi người. Sẽ bông nhiều. Ăn đi, ăn đi. Mình cắt xong mình đem dẹp liền. Đỡ tôi lạnh. Quá nóng. Hôm nay trời nóng mình đem ra là nó chảy nha mọi người. Ngon lắm. Còn nhiều quá, hơi bớt lại chút. Ngon quá không? Bè dĩ nhiên. Quá ngon. Món cái này nhẹ. Mình đem ngoài để tủ lạnh liền. Để tủ lạnh. Trời ơi, đem ra chút xíu mà nó chảy liền á. Nhưng mà nó không có thành chất lỏng đâu nha. Chất lỏng. Chất lỏng là tiêu rồi đó. Hư á. Nhà bạn Ngọc làm cái lỏng. Ngọc đi ăn sinh nhật nhà bạn của Ngọc á, nhà Tây, nhà người Pháp á. Làm bánh nó chảy cái kem á, chảy như là sữa vậy đó. Múc sữa gì đó. Ta có cái miếng dầu không nãy mà vậy? Có dầu. Ngon quá. Nó mà ăn nhiều lắm rồi chứ. Đủ. Cái này mà nước chảy ra re là không đúng nha. Kem sốt sốt vậy là đúng rồi. Để trong nó mình mong tình hình đem ra nó là trời nóng rồi đó chứ thôi. Cái này giống như mousse rồi đó. Đúng rồi đó, phải mousse, đúng rồi, mousse. Bọt á, giống như bọt á. Chứ không có phải là cái chất mà để mình đánh kem cho nó đặc mà làm bánh kem kia. Ngon quá. Quá trời ngon. Không bỏ gì. Mình có nhiều cách làm lắm nhưng mà ở nhà mình thích cái cách này hơn. Mà ở nhà mình thích ăn cái bánh loại có dâu hơn là bánh với lại cacao. Coffee ngon hơn, có trái cây ngon hơn. Trước mình ưa làm lắm nha mọi người nhưng mà sau này mình ít có ăn lại rồi. Bây giờ bắt đầu mình hôm nay mình làm thì Ngọc hết mất tiêu làm hoài lại. Quá ngon. Mẹ ở đâu vậy? Ba. Ủa trời đất. Sao vừa đến vẻ. Gói lại. Mình không có thấy không? Nó mà con đâu biết đâu tặng cho nó ăn đâu. Ở trong đó có. Messi. Giữ lâu lắm. Ba để nước trong đây mà. Đâu có nước. Lấy giấy đó mình cuốn à giấy mình thấm nước trong đây nè con thấm nước trong đó để lâu mới nở mua làm chứ thấy mình nè cũng có ba để mà măng đâu biết ba tặng cháu măng này đâu không mày thiệt để anh không đứng rồi thôi vậy là để dưới thương rồi lắm tặng ngoại trong vui ô mẹ xin gái gì đây món quà gì đây tự làm rồi kéo ra kéo lên dở lên dở lên dở lên dở lên, dở lên. Ôi trời ơi, nó công sức của nó hồi nó làm này mọi người. Kéo nè. Đây. Bon fết maman, je t'aime. Ngọc, je t'aime nhỏ hơn ba hả? Sao đi quá? Je t'aime. Cái trái tim. Trái tim dễ gì mà tưởng đâu gì vậy trời. Tưởng đâu để chữ nhỏ hơn ba hết hồn. Rồi tem ít hơn papa. Coi nè, mọi người. Ồ, cưng quá à. Năm nào con gái mình cũng làm quà tự tay làm quà cho má măng hết á. Đây nè mọi người. Đây. Ngọc tự khoe đi con. Ôi con cưng quá rồi. Năm nào nó cũng làm cho mình vậy đó nha mọi người. Không có gì quý bằng đâu vô giá luôn á nha. Mẹ xin con gái. Thương quá à, đưa chữ lên con. Ô, thương quá. Ơ xem ngỡ. Ba để nó hôm quà ba để đây chứ. Thương quá con. Mẹ xin hôn cái cơ này.
Không. Ừ, trời dính. Ô, dính sao? Để mình khoe mấy cái món quà đó giờ nhé. Nấu cà cũng được. Nấu cà. Mình theo với mọi người hồi nhỏ lớn coi nè, đồ tự tay làm cho mình đó. Còn thiếu, còn mấy cái hồi nhỏ nữa là để trong cái cặt tông á, bà dọn nhà cái để trong kia rồi. Còn cái này là mới đây thôi, coi nè mọi người coi nhỏ lớn nè. Hồi lúc mà tẹt nên nó học mẫu giáo á. Hồi nhỏ đó thì con gái mình á là đi học mẫu giáo thì cô giáo dạy làm, nhưng mà những món quà này là lớn lên tự tay làm nha mọi người. Vậy mới là quý nha mọi người. Bỏ công rồi ngồi làm cho má. Mà hồi sáng tạo, nhỏ này đỏ mới sáng tạo lắm nha mọi người. Hồi nhỏ đó, mới hồi nhỏ thôi á mà nó đã làm một cái cuốn sách lớp 1 hay gì á, lớp 1, lớp 2 rồi. Mà làm cái cuốn sách mà giống người ta bán mà có mở ra cái rút, thấy hình này nọ là mà mình cất trong cái thùng cạc tông rồi. Mình dọn nhà để tùm lum hết, không có, chưa có kiếm. Đi làm nhà tốt tức. Trời đất ơi, nó sáng tạo đủ thứ đồ hết, con nhỏ này nó có đầu óc sáng tạo. Trong lúc học cấp 1 á, làm đủ thứ chuyện hết đó nha. Rồi cấp 1 á, vậy mà gái mình nhảy lớp nha mọi người. Nhảy lớp 4 không có học, học lớp 5. Mà mọi người biết không, trong cái năm học cấp 1 á, là học một lượt 5 cái môn giải trí luôn. Một lần nó đi làm 5 cái môn giải trí, bơi lội, cờ vua, piano, cưỡi ngựa, gì nữa đâu. Học lý thuyết, học hát cái gì tùm lum hết, là tại vì khi mình học piano thì bắt buộc ha, chứ gái mình không có thích hát thì bắt buộc phải học thêm cái đó đó. Mình kể đủ không? Đủ rồi phải không? Vậy á, mà con gái mình nó vẫn học giỏi nha mọi người, nó vẫn là học tốt lắm, nó làm việc tốt lắm, nhảy luôn một lớp luôn, không học lớp 4 mà lên lớp 5. Mình á, lúc nào á, con mình nó giỏi mình tự hào lúc đó nha mọi người. Còn thời gian dài nữa nha, mình chưa biết, nhưng mà lúc nào thì mừng lúc đó thôi, hạnh phúc lúc đó ha, lúc nào thì hay lúc đó, chứ còn đường còn dài mình cũng không biết được. Và phép phe cũng vậy, ngày lễ của cha cũng làm, trời ơi giống như mẹ vậy đó, làm cho mẹ vậy đó, làm cho ba cũng giống như làm cho mẹ luôn á mọi người. Rồi từ từ lên cấp 3 rồi mới bỏ bớt mấy cái môn học giải trí nha. Chỉ là học thêm môn giải trí thôi, còn ở trong trường học, học là không có học thêm một cái môn nào hết nha. Hồi nhỏ tự động học một mình luôn. Nhưng mà lúc nào cũng major note nha mọi người, không phải mình khoe gì, nhưng mà thiệt luôn á. Thiệt á, lúc nào cũng giỏi lắm. Nhất nhì trong lớp không mà, tại khi mình coi điểm á, cái số điểm nào mà cao nhất lớp á, là bao nhiêu người ta để hết, thì mình biết con mình nó cao, điểm cao nhất. Ví dụ như bây giờ 20 điểm ha, thì con gái mình á là 20 trên 20. Hồi nhỏ cấp 1 là văn sự văn không là 20 trên 20 không mọi người. Nhưng mà càng ngày càng lên thì giảm lại, cũng có là 20 trên 20, nhưng mà cũng có là thường á là 19 trên 20, chứ không có 20 không. Và lên cấp 3 cũng có 20 trên 20. Nhưng mà đa số là 19, 19 rưỡi trên 20, đúng không? Đúng rồi. Cái quạt này. Quạt này là nóng rồi. Tặng cho ngày Noel mà sao tặng quạt, cái này nó lẽ mùa hè chứ. Nó cái này là những cái cây thôi mà làm quạt luôn. Tại vì mình tặng quạt. Mình hy vọng là con gái mình nó sẽ tiếp tục như vậy hoài, hay giỏi và ngoan ngoãn hoài vậy nha con. Mình mong manh ba hy vọng. Rồi hôm nay mình đến đây mình xin được kết thúc video nha mọi người. Xin kính chúc tất cả mọi người luôn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Tụi mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video nha. Nếu thấy thích video nhớ cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye.